Giữa lúc giao tranh ác liệt, Nga đảo quân bất thường, chiến thuật mới hé lộ ở Ukraine. Một số dấu hiệu cho thấy có vẻ như lực lượng Nga ở Ukraine đang chùn bước, tuy nhiên có khả năng Moscow đang tận dụng thời gian chờ quân tiếp viện đến. Nga đang tăng thêm quân. Hôm 17 tháng 3, hình ảnh của các lực lượng Nga với xe tăng và các loại thiết giáp nặng rầm rộ rời khỏi khu vực Ossetia ở Georgia tiến tới mặt trận Ukraine đã được ghi lại. Đoạn phim được đăng nhiều lần trên mạng xã hội và mang đến những tranh cãi khác nhau, trong đó nổi bật với ý kiến cho rằng, dường như sau 3 tuần giao tranh ác liệt, Moscow đang tìm cách củng cố lực lượng ở Ukraine bằng cách đưa thêm quân mới từ nơi khác đến. Một số coi đó là dấu hiệu cho thấy Nga đang chùn bước, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi, liệu chu kỳ đàm phán giữa Nga và Ukraine có phải là để tận dụng thời gian chờ quân tiếp viện đến hay không, theo Financial Times. Ngay cả trước chiến dịch ở Ukraine, một số nhân vật quân sự như tướng về hưu David Petraeus, kiến trúc sư chiến dịch Mỹ ở Iraq năm 2007-2008, vẫn cho rằng Nga thiếu lực lượng cần thiết để tiến hành. Bộ Quốc phòng Anh mới đây tuyên bố, Nga đã tìm cách tăng thêm binh sĩ để củng cố và thay thế những tổn thất về mặt nhân sự ở Ukraine. Để làm được điều đó, Moscow đang triển khai các lực lượng từ xa như quân khu phía Đông, hạm đội Thái Bình Dương và Armenia. Bên cạnh đó là tính đến các phương án lính đánh thuê và lính tình nguyện Syria và những nơi khác. Mỹ ước tính cho đến nay đã có khoảng 6.000 quân Nga đã không qua khỏi. Người Ukraine tin rằng con số này còn cao gấp đôi. Ngược lại, vào ngày 2 tháng 3, Moscow cho biết lực lượng nước này chỉ có 498 người đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Trong các cuộc xung đột vũ trang, số người bị thương thường gấp vài lần số người đã không qua khỏi. Dù con số vẫn chưa thực sự rõ ràng, giới quan sát vẫn cho rằng lực lượng tiến công ban đầu gần 200.000 người của Nga đang gặp khó trong việc duy trì các tuyến tiếp tế và bao vây để kiểm soát các thành phố lớn. Người Nga đang thiếu rất nhiều nhân lực, họ đã tiến theo nhiều trục và phân tán lực lượng. Jack Squalling, thành viên nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia cho biết, mặc dù quân đội Nga tiếp tục tấn công ở phía Nam và Đông Nam, các cuộc phản công của Ukraine đã làm chậm lại nỗ lực của Nga nhằm vào Kiev. Kéo dài thời gian, Chris Domeli, cố vấn của 4 cựu tổng thư ký NATO về các chiến thuật quân sự của Liên Xô và Nga, lập luận rằng vấn đề nhân lực của Nga đã bị kéo dài nhiều thập kỷ. Ông nói rằng các hoạch định quân sự của Nga từ lâu đã nhận thức được những hạn chế của việc sử dụng quân lính nghĩa vụ có động lực về tinh thần không cao. Việc Nga sử dụng pháo binh và tập trung vào các công nghệ tự động để giảm bớt sự phụ thuộc vào lính mới trên tiền tuyến. Ở khía cạnh nào đó, trong nhiều năm, người Nga đã xây dựng một quân đội hạn chế binh lính nhằm hạn chế tổn thương. Donnelly nói, đồng thời lưu ý rằng chiến dịch ở Ukraine đã phơi bày điều này. Các nhà phân tích nói rằng quân đội được đưa đến từ quân khu phía đông của Nga thường được coi là kém hiệu quả hơn so với các đơn vị được chuẩn bị tốt hơn từ quân khu phía tây. Ngay cả việc sử dụng các chiến binh tình nguyện nước ngoài, chẳng hạn như 16.000 người Syria mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine cũng chỉ mang lại giải pháp một phần. Các chiến binh đến từ châu Phi nhiệt đới hoặc những người từng chiến đấu ở các vùng sa mạc ở Trung Đông có thể kém hiệu quả hơn trên chiến trường Ukraine. Không có kinh nghiệm chiến đấu nào sẽ phát huy, họ không quen thuộc với địa hình và không có liên hệ chặt chẽ cũng như động lực, Watting nói. Anthony King, chủ nhiệm bộ môn chiến tranh tại Đại học Warwick, cho rằng các cuộc đàm phán rời rạc giữa Ukraine và Nga có thể là một dấu hiệu cho thấy Moscow đang tìm cách có thêm thời gian để tái nạp chiến dịch. Tại thời điểm này, điều đó giống như một sự tạm dừng chiến thuật, King nói, cho phép các lực lượng Nga tập hợp lại, củng cố và sắp xếp hậu cần. Về phần mình, Nga vẫn khẳng định chiến dịch quân sự đang đi đúng hướng và không gặp nhiều khó khăn. Hôm 16 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang theo đúng hướng. Ông Putin cũng tuyên bố Nga không có ý định chiếm đóng Ukraine, nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến dịch để đạt được mục tiêu bao gồm tình trạng trung lập và phi quân sự hóa ở quốc gia láng giềng. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Moscow đã trụ vững được trong cuộc chiến tranh kinh tế chớp nhoáng khi phương Tây áp một loạt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt. Kiev tố Nga sắp cạn tên lửa, pháo kích khắp các thành phố lớn ở Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã sử dụng gần như toàn bộ kho vũ khí gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander và tên lửa hành trình trên biển Kali. Ukraine tố Nga sắp cạn tên lửa. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, các lực lượng Nga đã sử dụng gần như toàn bộ kho vũ khí tên lửa hành trình phóng từ biển Kali và tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander trong 20 ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ukraine tố Nga đang tiếp tục ném bom các cơ sở hạ tầng của các thành phố lớn, sử dụng vũ khí chính xác thấp.
Các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của quân đội, phá hủy các sân bay, các đơn vị quân đội, kho dầu, trạm xăng, các đoàn xe bọc thép của quân đội Nga đang cố gắng bao vây Kiev và một số khu vực gần biên giới Nga, báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu cho biết. Bộ cáo buộc thêm rằng Nga cũng cuộc pháo kích vào các khu dân cư, nhưng Moscow luôn bác bỏ điều này và tuyên bố rằng chỉ tấn công các mục tiêu quân sự. Nga tuyên bố chiến dịch hoạt động đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine ngày 24 tháng 2. Ukraine nói rằng đến nay các lực lượng Nga đã bị chặn đứng trên tất cả các hướng. Các lực lượng Nga đã mất tiềm năng tấn công và bị chặn đứng trên tất cả các hướng. Đối phương đang gặp vấn đề đáng kể về hậu cần và tiếp tục bị tổn thất nặng nề, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết. Pháo kích và giao tranh trên khắp các thành phố lớn của Ukraine. Theo ABC News, ngày 19 tháng 3, cây cầu chính dành cho xe cộ bắc qua sông Ivryn, ngoại ô thủ đô Kiev đã bị lực lượng Ukraine phá hủy trong nỗ lực ngăn chặn lực lượng Nga tiến vào trung tâm thành phố. Nhiều dân thường di tản đã bỏ xe và tiếp tục đi bộ trong bối cảnh Nga liên tục pháo kích vào các vùng ngoại ô Kiev trong nỗ lực tiến sâu hơn vào thủ đô Ukraine. Có thể nhìn thấy khói bốc lên từ những tòa nhà bị hư hại ở Homstomel bên ngoài Kiev. Các vùng ngoại ô Kiev đã trở thành điểm nóng giao tranh, pháo kích và không kích ngay từ những ngày đầu khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Tại Mariupol ở đông nam Ukraine, Nga thông báo lực lượng ly khai Donetsk đang siết chặt vòng vây thành phố. Tình hình chiến sự tại đây được đánh giá là ngày càng căng thẳng khi các cuộc giao tranh trở nên dữ dội hơn. Các đơn vị của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Nga đang siết chặt vòng vây ở Mariupol và chiến đấu với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc ở trung tâm thành phố. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko cho biết, hãng thông tấn RIA Novosti đã công bố video cho thấy nhiều tiếng súng và pháo nổ khắp thành phố, trong khi các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm Mariupol đã bị chặn bởi nhiều chướng ngại vật và phương tiện giao thông. Lực lượng ly khai dường như đã kiểm soát hoàn toàn sân bay Mariupol. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đẩy mạnh pháo kích nhiều thành phố ở miền đông Ukraine, gồm Chernihiv, Sumy và Kharkov. Ngày 18 tháng 3, Nga đã tấn công bằng tên lửa vào nhà máy sửa chữa tiêm kích chủ lực của Ukraine tại Lviv, miền Tây nước này. Hình ảnh vệ tinh thương mại do Planet Lab công bố hôm nay, ngày 19 tháng 3 cho thấy, khu nhà bảo dưỡng tiêm kích MiG-29 tại sân bay Lviv, miền Tây Ukraine đã bị đánh sập hoàn toàn sau cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga, theo AP. Hai tòa nhà gần đó cũng bị phá hủy và tạo ra nhiều đống đổ nát. Một tên lửa đánh vào bãi đỗ gần đầu đường băng, nơi có hàng loạt chiến đấu cơ nằm sát nhau. Giới chuyên gia quân sự cho biết, nhà máy sửa chữa máy bay Lviv thuộc sở hữu của chính phủ Ukraine là cơ sở duy nhất tại nước này có khả năng đại tu và bảo dưỡng tiêm kích MiG-29. Giới chức Ukraine trước đó thông báo quân đội Nga đã phóng 6 tên lửa hành trình chưa rõ chủng loại từ Biển Đen vào nhà máy Lviv, trong đó 2 quả bị đánh chặn. Tổng thống Putin tố Ukraine câu giờ đàm phán. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Scholz, Tổng thống Putin ngày 18 tháng 3 nói rằng Kiev đang cố câu giờ đàm phán, song Moscow vẫn muốn tiếp tục thảo luận. Một điều được đề cập là Kiev đang cố làm mọi cách để trì hoãn tiến trình đàm phán và đưa ra ngày càng nhiều đề xuất phi thực tế. Tuy nhiên, phía Nga sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm giải pháp phù hợp với cách tiếp cận có nguyên tắc, tuyên bố của Điện Kremlin về cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Scholz cho biết. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã mô tả cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo Nga-Đức là gay gắt nhưng thiết thực. Ông Peskov cho biết Nga sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ đàm phán, song phái đoàn Ukraine vẫn chưa sẵn lòng làm điều này. Tuy nhiên, tiến trình vẫn tiếp tục, ông khẳng định. Tính đến nay, phái đoàn đàm phán hòa bình Nga-Ukraine đã tiến hành 4 vòng đàm phán, song không đạt được bất cứ đột phá nào. Hai bên chỉ thống nhất được vấn đề thành lập hành lang nhân đạo sơ tán dân thường, chưa nhất trí về lệnh ngừng bắn. Các bên đều tỏ ra kiên quyết, duy trì quan điểm của mình.